Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hẻm Đồ Họa Training Và ngày hôm nay Đức sẽ giới thiệu với các bạn một cái phần mềm giúp các bạn nâng cao chất lượng ảnh cũng như là khử nôi nè Rồi làm sắc nét hình ảnh cũng như là cải thiện cái chất lượng hình ảnh lên đáng kể với công nghệ AI thì ở một cái video trước á, Đức đã giới thiệu với các bạn một cái phần mềm tăng nét đó là Remini rồi. Và ngày hôm nay Đức sẽ giới thiệu tiếp đến các bạn một cái phần mềm nữa. Thì cái phần mềm này á nó có tên gọi đó là Tobat Photo AI. Thì á, những cái điểm mạnh và cái điểm yếu của cái phần mềm này á so với cái Remini á thì Đức sẽ có một cái bài phân tích kỹ hơn ha. Thì với cái phần mềm Tobat Photo AI này á nó có thể dùng độc lập như là một cái phần mềm trong Windows thì như các bạn đang thấy trên màn hình thì sau khi mà các bạn cài đặt xong thì nó cũng sẽ tạo một cái sách cách ở ngoài desktop ngoài ra thì nó cũng sẽ dùng như là một plugin trong Photoshop ha có nghĩa là các bạn sẽ dùng được cả hai trường hợp ha các bạn dùng độc lập hoặc là các bạn sử dụng thông qua Photoshop với cái plugin của nó rồi bây giờ Đức sẽ nói về cái trường hợp đầu tiên đó là sử dụng độc lập trước ha thì ở đây Đức đã cài sẵn cái phần mềm này rồi ha bạn nào mà chưa có cái phần mềm này thì các bạn có thể download dưới cái phần uh, description, có nghĩa là cái phần mô tả video. Đức có đính kèm cái đường link phần mềm này để các bạn có thể download và trải nghiệm nó ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một tí xíu về cái tính năng của nó ha. Thì ở đây á Đức có một cái bức ảnh của chủ tịch ICB ha. Đây. Đây là cái bức ảnh của chủ tịch ICB Trần Hùng Huy. Thì ở đây các bạn để ý ha, khi mà Đức zoom lên với cái kích thước hình ảnh như thế này. Đây Thì các bạn thấy cái gương mặt của chủ tịch á Nó sẽ bị vỡ hạt Và nó rất là nhòe ha Đây các bạn để ý với cái góc độ này nha Còn cái bức hình thứ hai này Là một cái bức hình mà Đức đã xử lý Qua cái phần mềm đó là Tobat Photo AI rồi Bây giờ Đức sẽ zoom lên ha Đây Thì Đức cũng để ở góc độ này ha Thì các bạn thấy á cái bức ảnh nó rất là nét ha và những cái chi tiết trên gương mặt á, thì nó rõ hơn Nó lên những cái khối của gương mặt hơn ha Do ở đây là một cái bức ảnh á, được capture từ video, được vợ từ video sang hình ảnh á. Nên đôi khi á, những cái khoảng khách á, nó sẽ chụp lại nó hơi bị gọi là nó không được đẹp cho lắm ha Nhưng mà ở đây Đức muốn cho các bạn thấy cái sự khác biệt Giữa hai bức ảnh ha Đây là cái bức ảnh Khi mà các bạn đã xử lý với phần mềm Còn ở đây là cái bức ảnh góc của nó ha, khi mà các bạn chưa xử lý qua. Rồi bây giờ Đức sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm này ha. Đầu tiên các bạn sẽ khởi động phần mềm lên. Thì đây là giao diện của phần mềm ha. Thì ở đây các bạn có thể crowd đến cái thư mục mà chứa hình ảnh của bạn hoặc là các bạn kéo thả. Và đặc biệt ở đây là nó có thể xử lý hàng lọt. Có nghĩa là các bạn kéo thả một lần 10 bức hoặc là 100 bức cũng được ha. Điều này nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái công việc của các bạn. Rồi ở đây Đức có một cái thư một hình ảnh của một người bạn ha Thì những cái hình ảnh này á Đức trích ra từ video trên tiktok Nên cái chất lượng nó rất là thấp Các bạn có thể vào cái phần detail của nó nè Các bạn thấy cái kích thước hình ảnh á Nó chỉ có 540 nhân cho 960 thôi Và cái độ phân giải của nó là 92 dpi Khá là thấp ha Bây giờ các bạn sẽ chọn một cái bức ảnh và thử làm nét với cái phần mềm này ha. Rồi ở đây Đức sẽ chọn cái bức ảnh này ha. Các bạn thấy nó khá là mờ ha. Và cái độ phân giải nó rất là thấp. Thì đây các bạn có thể kéo thả vào phần mềm luôn. Rồi khi mà các bạn kéo thả vào phần mềm thì đây là cái giao diện của nó ha. Nó sẽ scan cái hình ảnh của mình vào. Và ở bên góc phải này, đó là những cái chế độ hiển thị của bạn ha chế độ view của các bạn có thể là full màn hình à hoặc là ở chế độ double có nghĩa là nó chia cái hình ảnh của bạn ra làm hai để các bạn có thể so sánh được ha hoặc là nó phân độc lập hai cửa sổ luôn thì sau khi mà nó lót cái hình ảnh của bạn vào rồi thì nó sẽ phân tích và nó nhận diện khuôn mặt thì ở đây á, là công nghệ AI ha công nghệ hoàn toàn tự động đây ở đây nó nhận diện một khuôn mặt nè nếu ở đây á, cái bức ảnh của bạn có từ hai ba gương mặt trở lên thì nó sẽ thể hiện cái số bức ảnh ở đây và nó được nhận diện một cách tự động ha rồi ở đây là những cái tính năng của nó thì các bạn có thể bật tắt tùy ý ha. Lấy ví dụ như là khử nồi nè, remove nồi nè ha, các bạn có thể bật lên nè. Thì ở đây các bạn có thể chọn những cái mức độ như là nọ mồ nè ha, nọ mồ 2 hoặc là tròn ha, tròn 2 nè. Thì thông thường các bạn có thể chọn cái mức độ tròn thôi. Không cần phải tròn 2 ha cái này là tùy thuộc vào cái bức ảnh của bạn nó có bị nhiễu hạt nhiều hay không nếu mà nó bị nhiễu hạt nó bị nôi nhiều quá thì các bạn sẽ tăng cái cường độ nó lên ha rồi sharpen có nghĩa là làm nét thì các bạn có thể bật cái tính năng làm nét lên thế đây nó có những cái tính năng như là standard nè tròn nè planer nè motioner thì standard thì thông thường chúng ta sẽ ít cơ để cái tính năng này ha có nghĩa là nó đi theo một cái hướng mặc định thông thường thì đức sẽ chọn là tròn ha rồi recover face có nghĩa là nó sẽ tái tạo được gương mặt cho các bạn ha. Thì đây là cái mức độ của nó. Trend thì là cái mức độ, cái cường độ mà nó ảnh hưởng ha. Thì các bạn có thể tăng giảm. Thì thông thường á, các bạn có thể nhích lên một tí xíu ha. Mặc định đang để là 80 nè. Thì các bạn có thể nhích lên khoảng 85 đi. Rồi tiếp theo nữa là cái phần in Henry Là cái phần nâng cao. Thì với cái phần này các bạn thấy á. Nó đang bị một cái ổ khóa nè nó có một cái ổ khóa ở đây và nó thể hiện một cái dấu chấm màu xanh có nghĩa là nó đang bị khóa cái tính năng này lại. Mặc dù cái công tắc của bạn đang bật về phía bên phải ha, nhưng mà nó sẽ không được sử dụng cái tính năng nâng cao này. Vì sao? Tại ở đây nè các bạn. Do ở đây cái phần unscale này nè. Tại vì á do cái tính năng unscale này các bạn đang nhân lên 4, có nghĩa là các bạn tăng cái kích thước của nó lên 4. Nhưng mà cái tính năng này nó chỉ hoạt động ở cái kích thước Orino Có nghĩa là nó chỉ hoạt động ở kích thước hình ảnh của bạn ban đầu Có nghĩa là bây giờ Đức sẽ trở xuống là một nè Thì các bạn thấy cái tính năng này nó sẽ được mở khóa Nhưng mà ở đây khi mà các bạn tăng cái kích thước lên Các bạn nhân 2 nè Hoặc là các bạn nhân lên 4 nè Hoặc là maximum nè Thì cái tính năng nâng cao này nó sẽ không hoạt động được ha Các bạn lưu ý điều này rồi lấy ví dụ như bây giờ Đức sẽ chuyển nó về cái kích thước ban đầu đi ha Cái kích thước original của nó ha Đức để x1 nè. Thì ở đây cái tính năng Enhanced Resolution nó sẽ hoạt động ha. Và nó sẽ có những cái chế độ tùy chọn như các bạn ha. Lấy ví dụ như là Standard nè, hoặc là High Fidelity, Graphic nè ha, hoặc là Low Resolution. Thì ở đây Đức sẽ để cái chế độ là nâng cao đi ha. High Fidelity ha. Rồi hầu như là nó chỉ có những cái thông số như thế này. Rất là đơn giản ha. Nhưng mà tùy thuộc vào những cái bức ảnh hay là nhu cầu sử dụng của bạn thì các bạn có thể thay đổi ha. Lấy ví dụ như là các bạn chỉ muốn nâng cái chất lượng ảnh lên thôi mà các bạn không có muốn tăng cái kích thước thì các bạn có thể chọn X1 và các bạn sẽ mở được cái tính năng đó là Enhanced Resolution ha. Rồi tạm thời bây giờ Đức nhân lên X4 đi, các bạn thấy nó đang xử lý nè ha. Rồi các bạn chọn Cell Image ha. Trong đây thì nó có thể cho các bạn chọn cái thư mục mà các bạn sẽ lưu ha. Cái phần Clock Caption nè. Thì các bạn sẽ crowd đến cái thư mục mà các bạn sẽ clue sức ra Rồi cái má thì các bạn có thể chuyển đổi những cái định dạng hình ảnh ở đây Có thể là JPEG ha, có thể là PNG hoặc là định dạng là DNG nữa nè các bạn Nhưng mà ở đây thông thường nước sẽ chọn là JPEG ha Rồi đây là cái chất lượng thì các bạn có thể kéo lên 100 luôn Rồi các bạn sale lại ha Thì lúc này nó đang xử lý cho các bạn ha Thì đây là một cái bức ảnh từ là 507 bảy KB và sau khi mà làm nét thì nó sẽ tăng lên là khoảng 3.1 MB. Rồi ok thì các bạn có thể mở trực tiếp cái thư mục này ra. Thì đây là một cái bức ảnh Đức đã làm nét lên ha. Các bạn thấy những cái chi tiết nó lên rất là rõ. Ngoài ra thì nó còn sẽ bổ sung những cái chi tiết như là cái phần chân mài nè ha, hoặc là râu của anh này nè, nó cũng sẽ bổ sung thêm ha. Còn ở đây là một số bức ảnh mà của Chibu mà Đức đã download trên mạng và Đức đã làm nét lên ha Rồi ngoài ra như Đức đã nói cái phần mềm này nó cũng sẽ tích hợp cái phần plugin trong Photoshop luôn ha Rồi ở đây cũng là một cái bức ảnh của anh Nam người mẫu này ha Thì để mở cái plugin này ra thì các bạn sẽ vào menu filter nè Rồi ở đây các bạn sẽ chọn vào cái phần Tobat Lab ha Rồi các bạn sẽ chọn là Tobat Photo AI ở đây rồi ở đây Đức sẽ nói tại sao mà Đức hay sử dụng cái phần mềm độc lập hơn là cái plugin Tại vì ở đây nếu mà bạn đang sử dụng plugin á thì các bạn sẽ không thể nào tăng cái kích thước của hình ảnh lên được. Có nghĩa là cái kích thước bao nhiêu thì các bạn chỉ làm nét lên thôi. Các bạn không thể nào các bạn tăng cái kích thước lên được. Như đây các bạn thấy nè, cái tính năng ẩn theo nè. Nó sẽ bị bộ hết ha. Nó bị ẩn đi hết. Ở đây các bạn chỉ rớp ảnh là được thôi ha. Các bạn không thể nhân 1, nhân 2, nhân 3 gì hết. Ở đây các bạn không thể tăng lên là nhân 2, nhân 4 hoặc là maximum. Nên ở đây á, lúc nào cái tính năng Enhanced Resolution nó cũng hoạt động hết ha. Các bạn bật lên nè. Tích vào Shop Ban ha. Cái phần Recall Pay Đức tăng lên 100 luôn ha. Các bạn thấy ở bên cái góc trái của nó, nó đang thể hiện cái chế độ mà nó đang xử lý ha. Và cái xử lý này nó còn tùy thuộc vào cái cấu hình máy của các bạn nữa hoặc là cái cạc đồ họa của bạn nữa ha. Cái Shop Ban này Đức uh, sẽ tăng lên cho nó cao cao cái phần sub bên nó có thể tăng lên khoảng 60 luôn đi cái phần này là cái phần texture của da nè các bạn khi mà các bạn tăng cái thông số này lên thì cái da bạn nó sẽ thật hơn nó có một cái lớp texture trời á phủ lên da nó không làm cái phần da nó bị giả tạo quá bạn rồi ở đây các bạn có thể so sánh ha trước nè và sau nè nó có một cái sự khác biệt rất là lớn ha rồi nếu mà nó đang hoạt động với lắc kim photoshop khi các bạn á thì nó sẽ xe cái bức ảnh đó trong cái phiên bản làm việc của bạn ha có nghĩa là các bạn đang làm việc trong Photoshop thì nó sẽ sale trong cái phiên bản làm việc đó thôi chứ nó không có thể nào xuất một cái bức ảnh ra bên ngoài ha có nghĩa là khi mà nó áp và hiệu ứng thì nó áp trực tiếp vào trong cái bức ảnh của Photoshop của bạn rồi sau đó khi mà các bạn chỉnh sửa gì đó xong thì các bạn phải xuất cái hình ảnh của bạn ra một lần nữa ha chứ ở đây nó sẽ không xuất trực tiếp cái hình ảnh của bạn ra một cái thư mục khác luôn nó không giống như là khi mà các bạn sử dụng độc lập có nghĩa là nó chỉ áp cái hiệu ứng này lên cái hình mà các bạn đang mở trong Photoshop thôi ha. Rồi, thì đây là cái bức ảnh sau khi nó đã làm nét lên ha. Rất là ok ha, những cái chi tiết nó phục hồi rất là tốt. Ở đây các bạn có thể so sánh cái bức ảnh gốc của nó nè. Rất là mờ và nó bị tình trạng gọi là vỡ hạt các bạn, bị ô vuông luôn nè. Sau khi làm nét, ảnh lên rất là đẹp ha. Quá tuyệt vời phải không các bạn? Còn chần chờ gì nữa hãy nhanh download và trải nghiệm ngay nào. Link download phần mềm mình đã đính kèm dưới phần uh, description có nghĩa là cái phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy giúp mình chia sẻ đến bạn bè cũng như là người thân của các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.